Rồi chào cả nhà, chào cả nhà ông Bảy ơi. Nhà. Thì hôm nay mình ra câu lạc bộ pizza ở ngoài chợ của mình là xã Cần Đăng nha. Đó, câu lạc bộ ở đây là câu lạc bộ của Bình Tây. Thì hôm nay mình có được nhờ thằng em á đang xem clip của mình là Thanh Bảy Núi đó, thấy ông Bảy quýnh pizza cũng tức cái mình quá, giờ lên đây là hôm nay cũng muốn hội ngộ chấp thằng Bảy ba bi. Nhưng mà thấy ba bi thì kèo nó rất là khó luôn cả nhà. Nó cũng văn, cũng ít có chơi nữa, cũng văn tài xế ít có chơi, mà hôm nay thì mình quýnh hai bi giao hữu thôi. Bữa nay giao lưu là hai bi ha, là quýnh bao nhiêu điểm em văn? 30 điểm phải không? Rồi giao lưu hôm nay là 30 điểm nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng xem trận đấu ngày hôm nay nha. Đây là câu lạc bộ pizza của quán Bình Tây tại chợ Cần Đăng nha. Anh em nào có giao lưu thì liên hệ dưới phần comment bên dưới nha. Mình sẽ để số điện thoại ở dưới đó cho anh em mình có thể đến đây để giao lưu. Rồi mình sẽ làm trong tay. Quýnh thiệt tình đi Giang ơi. Đi đánh cả nhà, tại theo ông Bảy đánh tức quá trời tức. Đứng chờ ông chơi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cả nhà. Cả nhà ơi. 2 bề trúng đường hậu một điểm hai rồi thiếu mình sẽ về góc máy đây mình lấy hết cảnh câu lạc bộ Villa luôn nha cả nhà đó. Để hết cảnh câu lạc bộ Villa luôn. Oh my God.
3 nữa 12 cả nhà. 3 nữa em Giang 12 nha. 1. Đây là câu lạc bộ pizza của quán Bình Tây ở xã Cần Đăng, chợ Cần Đăng nha cả nhà. Cả nhà mình có ai đi chợ Cần Đăng, Châu Thành, An Giang thì có đến đây giao lưu nha. Giò gà rồi, hơi lỏng rồi. Mời ảnh không?
Một cái thiếu rồi cả nhà. Ờ 17 rồi. Lần sau viết to to lên chút nữa cho Cam thấy luôn. Hết nhớ trái luôn. Hai hộp còn nhớ trái. Cái này chắc tao đi khỏi nhớ bì quá. Mới có 6 điểm mà cả nhà. Trời ơi. Mới có 6 điểm mà. Lẩu mép luôn. Ông mày bị gót rồi cả nhà. Đây, trái này kéo nặng ký lắm nha. Ồ. Oh.
Rồi mình sẽ quay góc này lại cho cả nhà mình nhìn dễ cả nhà ơi. Tỷ số hiện tại là 25 và 7 điểm. Ô chết ông bảy ơi. Điểm mà cả nhà ơi, 27-7 bảy bữa nay vô cái cào này bị chảy quá chảy rồi. Em đang múa lửa vậy? Có thầy em múa xăng. Đang múa lửa.
Trời ơi, Phân My trúng cái bị trước à. Đúng không? Ủa, thôi là người ta biểu diễn mình quýnh như vậy đó. Là mình có biết quýnh hay không thôi. Làm gì vậy? Ngùa. Đủ ngùa hả? Sao nó ngùa? Bây giờ nó quýnh gì mà ngùa gì? Thôi đi đánh cà báo không? Ai đi đánh cà báo không? Bắt đầu nha. Tỷ số hiện tại là 12 và 27, gác nhau chênh lệch 15 điểm. Kèo này hôm nay quá chênh lệch. Đá này hết quấn luôn rồi. Kéo đi. Bây giờ cho xin ý kiến của những người nào đây. Hết bây giờ đánh luôn rồi. Hôm nay không cho nó tay. Tại cọc nghe vô đó đi, ta chạy đã. Chứ giờ chơi như là không có được. Được hả? Mày nó gửi. Dạ, tiếp tục. Tới công chuyện nữa rồi. Chưa biết thôi. Được chưa? Đi cho Dương rồi chơi. Ở gì không Dương hả? Không. Ủa, có ngạc cốt chút không? Đúng. Không. Dạ. Có ngạc cốt. Trời ơi, này sao gái? Tới sát vô đầu, sát vô đầu thôi. Được chưa? Rồi. Nói chừng nào? Biết đâu là được. Sơn dữ ta. Đại này, hồi nãy giờ thì đi sơn mướn không? Cái nữa kìa. Cái đó à. Cái này mới cho phật chậu trở ra. Không lộn hai lỗ chậu luôn chứ. Ba, ba điểm là dứt phát cái này không cho nó đi chạy ra. Quýnh là không cho cái đi chạy ra luôn nè. Đúng rồi. Đây nè, lên đồng cao giờ nè. Lên đồng cao giờ hai cái đi. Khỏi giờ, không có trúng đâu, khỏi giờ. Hộp 3 điểm. 3 điểm, 3 điểm. Chết rồi kìa. Đi hồi kìa. Tới không chuyện nữa kìa. Đi đâu qua đây nè. Qua đây, qua đây. Chứ bị làm đây là qua đây. Mày tui lấy chén nó bắt bỉ gì vậy? Chết quá heo bây giờ. Qua nồng mình cũng dí vàng kìa. Trời ơi. Chết nữa rồi. Đó có nhẹ là cũng rồi. Ba. Có điểm không? Đó. Kết thúc cuộc chơi luôn nha. 28. Hai điểm nữa là còn một điểm nha cả nhà. Rùa đâu tiếp bạn, tầm lưỡng mà trơn. Rồi còn một. Đã người ta kêu được trơn thì ông bảy trước. Còn một điểm duy nhất cả nhà ơi. Còn một, còn một điều. Chết rồi. Còn một điều. Cho ra. Vô gà không quýnh, quýnh cấp B. Quýnh cấp B luôn mới ghê chứ. Cho gà tiếp tục. Cái này chặt lại thua luôn rồi nha. Hai. Chúng cũng thua. Rồi có tờ báo không?
Một hồi chặng sau nữa thì mình ra clip sau đó cả nhà, thì mình sẽ quýnh đôi nha, quýnh bồ mình với cậu Bảy Sĩ, em Giang đến từ Cần Thơ quýnh với Út Ngọc đó. Mình có chặng sau ra cả nhà, mình nếu mà xem clip này thì nhớ xem clip sau nữa là mình sẽ quýnh bồ nha. Mình thấy ông Bảy quýnh nãy giờ mình cũng nóng máu quá, vô cứu ông Bảy mày được. Hai nữa 14, 17, ba hả, 3, 18, tỷ số hiện tại là 18-29. Còn một điểm. Lon rồi. Lon. Còn một điểm cuối cùng. Nghĩ mà bảy là đường nào cát cơ thôi, quan trọng thắng thôi. Nghĩ hoài. Bảy nhiêu, bảy hai điểm hả? Lon. Ông bảy 30 điều. Chấp bi mà không có chấp điểm. Đá nhẹ cái rồi nó tính luôn. Rồi gà luôn. Gà sẽ được gà đây rồi gà. Gà luôn. Thấy gà. Đá. Chưa kết thúc. Chưa kết thúc cả nhà ơi. Đây còn điểm là chấp chưa? Rồi cộng lên 28 điểm kết thúc. Một. Nghe không? Nghe. Yeah. Ông bảy hai hộp trái vàng với trái đỏ. Ba. Ba điểm. Ba nữa là 18. Ủa 21. 21 29. 21 29. Rồi kết thúc cuộc chơi. Rồi 30 điểm đã xong. Đó, giữa tỷ số giữa 30. Đã thôi không? Từ Cần Thơ lên đây xa quá ha. Sao ông Bảy quýnh gì không có qua tỷ số chênh lệch quá, 21-29 gác 9 điểm. Cái này là phải kêu nghỉ luôn. Đánh quá dở. À, nếu mà kèo sau nữa có chơi là mình có tăng điểm hay là tăng bi không? Chắc chắc ông Bảy 2 bi luôn á. Không, hai kèo này 2 bi rồi. Chà là đánh solo trận tiếp theo hả? Ừ. Tiếp theo chắc 3 bi quá anh ơi. Vậy đó hả? 2 bi mình còn gác gì, 3 bi đánh bình thường. Rồi chặng sau nó có quýnh lại 3 bi phải không? Rồi thì mình kết thúc clip đây đi. Bây giờ hẹn cả nhà mình xách sau ha. Xách sau luôn. Bảy ổng từ bỏ visa luôn. Xách sau mình với ông Bảy, Út với mà em Giang. Rồi. Rồi ok. Rồi ok. Rồi chào cả nhà nha.